Vốn là người đam mê du lịch, khám phá thiên nhiên, anh Nguyễn Nho Kiên tại huyện Định Quán đã có chuyến đi đầu tiên của mình ở chính mảnh đất nơi anh sinh ra. Để rồi sau này, nó trở thành niềm cảm hứng giúp anh chinh phục những vùng đất mới và nhận ra vẻ đẹp quê hương, con người, nơi chôn nhau cắt rốn là tuyệt vời nhất. Điều này đã thôi thúc anh từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước tại một doanh nghiệp nước ngoài khi chỉ mới ngoài 30 tuổi để bắt đầu khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng. Nói là làm, anh kêu gọi bạn bè có cùng đam mê và người dân địa phương tham gia vào dự án của mình. Kinh nghiệm từ những chuyến đi mà anh từng tham gia trở thành nền tảng quý báu, giúp anh biến đam mê thành mô hình kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, từ mô hình du lịch cộng đồng nhỏ với chỉ khoảng gần 10 thành viên, đến nay anh đã quy tụ hơn 30 người, trong đó có cả nông dân, sinh viên tham gia. Cách đây một năm thì mình đang làm ở Sài Gòn. Thì thấy anh Kiên đăng những cái bài về thiên nhiên lên. Mình thấy nó đẹp quá. Với lại cũng có một phần nó rất yêu quê hương. Cũng nghe nhóm ý tưởng đầu là sẽ về đây làm du lịch rồi. Mà thấy cái vô tình thấy anh Kiên đăng những cái bài như vậy. Thì mới gọi điện cho anh Kiên. Hai anh em mới gặp nhau và thấy hợp. Rồi hai anh em cùng nhau đi lên những cái... đi chung những cái nẻo đường trong rừng, cùng nhau vui chơi, cùng nhau đưa những cái tuyệt vời nhất của khu rừng đến cho khách. Anh Kiên là một người rất chính trực, thẳng tính, chơi là chơi hết mình, nhưng mà làm thì rất là nghiêm túc. Cái du lịch này thì nó mang lại rất nhiều trải nghiệm cho cái giới trẻ và nó tạo cho mình một cái thói quen bảo vệ môi trường, là một cái lối sống xanh. Thì qua đó thì anh Kiên đã giúp mình là mang tới cho mình một cái nguồn sức sống mới. Mình có thể vào thiên nhiên để mình khám phá thiên nhiên, như là mình đưa những vị khách tới đây để cùng trải nghiệm cùng với mình trong những chuyến đi, như là trekking hoặc là đạp xe, hoặc là cùng bơi, tắm thác. Tháng 6 năm 2018, anh chính thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Mirka Travel, đưa mô hình du lịch cộng đồng của mình thành hoạt động kinh doanh có quy mô, tổ chức rõ ràng. Mirka Travel chủ yếu khai thác các tour như đi bộ xuyên rừng, leo núi theo các cấp độ, các tour cắm trại dã ngoại, các hoạt động nhóm, đạp xe đạp xuyên rừng, v.v. tại huyện Định Quán và một số khu vực lân cận. Ngoài ra, Mirka Travel còn liên kết với nhiều công ty dịch vụ du lịch lữ hành, tổ chức các tour dã ngoại cho nhiều đối tượng du khách như là trẻ em hay người nước ngoài. Thông qua các tour này, Mirka Travel hướng dẫn kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn hoang dã, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, giúp du khách có thêm những kiến thức hữu ích để khám phá, trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. Mục tiêu của Mirka Travel là không chỉ phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại Đồng Nai mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác.